Sa ngờ 25 chi 10, đầu y ca nhờ sa tờ kinh tế công an thành phố Buôn Ma Thuột tờ ti nhờ ca ca, cho bi tờ, đừng di đa khờ y tô tờ ta mờ giam 4 tha ngờ đâu y dư y, quy nhờ cờ 2 y 39 tu y, trú tại Sa Phu Tân, 2 nờ châu tha nhờ, ti nhờ u giang, đê y u tra vê 2 nhờ di buôn 3 nờ 2 ngờ gia la phô gia thư cờ mờ. Cờ đo, vào chiều tối 11 tháng 10 năm 2018, mô tờ tô công tạ cờ cu a pho ngờ ca nhờ sa tờ quảng hồn tê, công an ti nhờ ca ca đa ki mờ tra kho chứ a ha ngờ cu a gia đi nhờ ba nờ do đăng di 34 tu y, trú tại ngờ tân lơ y, thành phố Buôn Ma Thu tờ. Ta y thơ y y mờ ki mờ tra, trong kho cu a ba di co 11,72 nờ ha tờ đêm no va bô tờ ngo tờ dơ y nhi u bi u y nờ ghi nờ. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ba di không su tờ tri nhờ cờ tờ cư loa ghi qua a đơn, chưa ngờ tư nao chưa ngờ minh cờ vô nợ vô cờ hơ bờ pha bờ cu a số ha ngờ trên. Ngay sau đó, tô công ta cờ đa ti nợ ha nhờ bờ biên ba nợ niêm phong và thu di toa nợ bô số ha ngờ trên. Sau khi đưa ca cờ vô sa nợ mờ đơ nợ phần dư nợ qua go cờ ghi nhờ sư bô công an phía nam đê gia mờ đi nhờ cho y, ca cờ sa nợ mờ thu ta y kho chứa hàng của nhà ba di đê u la ha ngờ gia. Trên cơ sở này, pho ngờ ca nhờ sa tờ quảng hồn tê công an ti nhờ ca ca đa chai nờ giao du di cờ chơ đô y ca nhờ sa tờ quảng hồn tê công an thành phố Buôn Ma Thuột tờ đê ti bờ tu cờ y u tra. Qua tri nhờ xác minh, công an đa la mờ ro, quy nhờ cờ hai y la y đa cung ứng số ha ngờ trên cho ba di. Làm việc với cơ quan công an, hai y khai nờ đa mua số ha ngờ gia trên tư mô tờ y phu nư tên loan ơ tơ lơ nờ cung nờ 6 thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, hãy đem về đo ngờ go y ro y ba nợ lên cho di đê ti mờ lơ y. Ghi nợ công an thành phố Buôn Ma Thuột tờ đăng ti bờ tu cờ y u tra mơ ro ngờ đê la mờ ro ha nhờ di của các đối tượng.